Dạ thưa sếp, có thư. Dạ là thư bảo đảm, vui điện gửi từ sáng tới giờ. Cảm ơn cô. Không bốc được à? Bữa nay bị phong dược hay sao vậy? Dạ đây sếp. Đọc nghe coi. Tòa thông báo cho hai bên tự điều đình, tìm biện pháp hòa giải trong 30 ngày. Tụi nó dám đem ra tòa, giỡn mặt với tao hả? Sếp bình tĩnh đi. Đây không phải là tòa thành phố mình đâu, mà họ nói sẽ xử theo luật pháp bên đó. Chắc là mình phải mua vé cho luật sư bay qua đó quá. Má nó. Sếp à, còn một chuyện nữa. Chuyện gì nữa? Vụ đáo hạn ngân hàng, bây giờ sếp tính sao? Nếu không xoay được từ các dự án khác, thì mình phải vay tạm ở đâu đó vài bữa. Chứ để qua ngày mai là căng lắm. Linh, qua đây với chị. Dạ. Này các em, nghỉ giải lao tại chỗ 5 phút. Vậy là con Linh được chọn rồi đó. Con Linh nhảy đẹp hơn hả? Dạ chị. Cái gì nữa? Chị kỳ vậy? Trời, tôi cũng vậy mà. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Cưng. Em cảm ơn chị. Cưng lanh lợi bản lĩnh lắm. Chị cho Cưng làm trưởng nhóm mới này. Ủa, trưởng nhóm là sao hả chị? Trong thời gian huấn luyện, Cưng quản lý tụi nó và báo cáo tình hình cho chị. Cái này chỉ gọi được 3 số, đã được cài sẵn rồi. Đặc quyền của nhóm trưởng là mỗi tuần được ra ngoài một lần, có người đi kèm. Dạ. Nhưng mà nhớ, đừng có ý bay nhé. Không xong với chị đâu. Em bay nhảy qua cũng chán rồi. Bây giờ em chỉ muốn nằm trong lòng Son thôi à. Tốt. Sao em vô đây? Sao chị ở đây mà còn lại có bầu nữa? Chị không có sao hết. Chị có cần em giúp chị báo về cho gia đình không? Dạ lại, bà cũng sắp cho em ra ngoài rồi. Chị không cần đâu, khi nào cần chị sẽ nói. Chị ở đây, chị có sợ lắm không? Không, nếu như em cứ như vậy, nhớ nghe không? Ngoan ngoãn, nhớ nghe lời mama. Còn bây giờ thì ra ngoài đi. Mà khoan nữa, nghe chị dặn, đừng có cho ai biết chị em mình biết nhau nghe chưa? Em biết rồi. Có tin gì chị báo cho em nha. Đi đi, nhanh lên, đi đi. Anh, để em đưa anh đi nha. Thôi, khuya rồi, em đi về nguy hiểm lắm. Cứ để anh đi taxi. Nhưng mà lần này đi hơi lâu mà. Anh biết, em và con ở nhà đừng có buồn. Trời mưa, em nhớ đóng cửa đừng để gió lùa vào nghe không? À, anh chờ em một chút nha. Em, anh lên xe đi để em đưa ra sân bay. Em ơi, quán cà phê ly của ai nè?
À, cái vali áo dài của mấy bà bạn nhờ em chuyển cho người ta đó anh. Em để anh lái cho. Thôi, anh dưỡng sức đi, để em. Mình đi em. Sắp tới nghỉ lễ, em tính đưa ba má và tụi nhỏ đi nghỉ mát mấy hôm. Ở Sài Gòn nóng quá à. Em rất là chu toàn. Anh đi công tác thường xuyên không có ở nhà. Cũng may mà có em, cho nên ba má cũng đỡ buồn. Dạ. Dạ chào chị. Dạ em chào chị. Có gì đứa em giữ làm tin không? Em à, em về làm phó tướng cho anh, giúp anh giữ sản nghiệp này nghe. Hai đứa nó hồi nãy chưa hoàn thành nhiệm vụ à? Em lãi suất là 12% một tháng. Anh kêu tụi nó vô tiếp tục đi. Em về đây. Alo, tao nghe đây. Mày nói sao hả mày? Mày hẹn với anh Hoàng sao? Nếu vậy thì mày chuẩn bị mấy ngón tay của mày đi. Xì cơ, hết heo rồi đúng không? Mẹ, thua, đúng là nuôi bầu xui thiệt. Vậy mấy giờ mới tới? Ừ, rồi, tao chờ mày. Trưa nay anh không bận việc thì về nhà ăn cơm chung cho vui. Bà biết là tôi có bao giờ ăn cơm trưa ở nhà đâu. Dạ. Tại mấy bữa nay em đi xa mới về. Giờ em muốn ăn cơm chung với anh một bữa cho vui. Tôi bận. Bà với anh Tường ở nhà ăn đi. Hỏi thôi, em mời. Tường. Kiểu gì? Tưởng con đi xe con. Không thấy đi taxi hả? Vậy chứ xe con đâu? Kệ tôi. Tôi làm gì kệ tôi? Vậy chứ đồ đạc trong nhà. Không cánh mà bay hết sao? Trong nhà có camera. Vô mở mà coi. Có con trộm không biết liền.
Nè, giỏi ha, bộ con đem xe đi cầm rồi hả? Chuyện tôi làm gì kể tôi. Nè, không được ăn nói gì kiểu đó nghe chưa? Vậy mốt hỏi mà không trả lời đừng nói câm nha. Nè, nếu con không muốn nói gì thì tối về nói chỉ ba con. Còn không dì mép ba con đó. Dạ thưa chú, có một anh tên Phong ngồi chờ chú nãy giờ, nó có hẹn với chú. Tôi biết rồi, dẫn người ta lên đây. Dạ. Mời vào. Cậu ngồi đi. Sao? Vấn đề là như thế nào? Chuyện trốn đi, cô ta chưa chịu đâu. Bây giờ thì khó tiếp cận lắm. Tụi nó nhốt biệt trong nhà luôn. Có cách nào liên lạc được không? Không, tôi theo dõi mấy ngày nay rồi. Tôi sẵn sàng chi thêm tiền. Miễn sao cậu đưa cô ta ra khỏi đó bằng mọi giá. Rồi sau đó? Thì tôi đã bàn với cậu. Cứ vậy mà làm. Tức là đưa cậu về chỗ tôi. Đúng, tôi sẽ chu cấp hết, cậu yên tâm đi. Tình thế bây giờ khó khăn lắm, mà bản thân cô ta lại sợ hãi nên chưa sẵn sàng. Tôi muốn cứu cô ta ra, càng sớm càng tốt. Cậu làm được chuyện này là cứu cho cả hai đó. Cả hai? Thì trong vụ này, tôi cũng là nạn nhân mà. Tôi chưa hiểu rõ lắm. Tôi cũng muốn tâm sự, để cô hiểu ngọn ngành. Những kẻ xấu giăng bẫy tôi, muốn dùng cô gái này và đứa bé để khống chế tôi. Tôi sẽ phải làm theo ý đồ của họ. Cụ thể là gì? Cần chữ ký của tôi trong chuyện làm ăn của họ. Cậu có gia đình chưa? Chưa. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi bây giờ bắt đầu xế chiều rồi. Sự nghiệp và công danh, mọi thứ có thể tan tành trong phút chốc. Và cả gia đình nữa. Tôi phấn đấu cả đời, bây giờ xa bẫy như vậy, đau lắm. Tôi hiểu. Cậu nghĩ xem, có cách nào không? Bây giờ chỉ còn một cách nữa thôi. Cách gì vậy? Báo công an để họ vào cuộc. Không, không được đâu. Tại sao chứ? Chúng sẽ trả thù. Làm sao chúng biết mà trả thù? Không, tôi dứt khoát không đồng ý cách này. Tại sao? Vì công an sẽ điều tra về cha của đứa bé. Chưa chắc đâu. Tôi không muốn có một chút rủi ro nào. Dứt khoát không. Cậu hiểu chứ? Vậy thì tôi hết cách rồi. Đừng nói vậy. Tôi biết cậu sẽ nghĩ ra cách mà. Gì vậy? Tiền. Cậu cứ cầm đi. Cậu hãy giữ, cố gắng lo giúp tôi chuyện này. Tôi sẽ bám thêm vài ngày nữa. Ừ, cần gì cậu cứ gọi cho tôi. Ừ.
Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Anh đi lang thang. Anh đi lang thang với ai? Anh đi một mình mà. Anh có chuyện gì chưa kể với em đúng không? Lúc nào tiện anh sẽ kể. Không, em muốn nghe ngay bây giờ. Anh sẽ phải đi rồi. Anh có một cái hẹn mà. Anh lại đi nữa hả? Bữa nay xong việc, anh sẽ đem đồ về nhà. Anh còn tiền không? Còn. Anh mới trả lại khoản bữa trước anh lấy đó. Anh có chuyện gì mà gấp quá vậy? Chắc anh phải đi đây. Tới giờ rồi. Anh muốn ăn gì không? Anh không đói. Xong việc, anh sẽ gọi em đi ăn. Anh đi nha. Được rồi, em vô đi. Anh đi. Bà ấy bà nắm được ông già đúng không? Chị không dựa vô cái gối đi, cho nó êm. Cảm ơn Hùng, tôi không sao. Hùng biết là chị không cần ai quan tâm. Nhưng mà đàn ông không được quan tâm, chăm sóc cho phụ nữ. Hùng cảm thấy mình không phải là đàn ông nữa. Quan tâm, chăm sóc cũng là một cách cho. Mà của biếu là của lo. Của cho là của nợ. Chị nghĩ coi, trên đời này có ai mà không nợ? Chẳng lẽ vì vậy mà ta không cho nhau gì sao? Vậy chắc Hùng đã cho nhiều lắm phải không? Thì bình thường thôi. Đời này có ai sống một mình được đâu. Vậy mà tôi muốn tự mình làm, tự mình sống, không phụ thuộc vào ai nữa. Tưởng sao, chứ chị muốn sống độc lập thì đâu có khó. Chị đâu thiếu thốn gì đâu. Cái chán của tôi là không có việc gì làm hết. Nếu mà chị muốn á, hay là hợp tác với Hùng đi. Bên Hùng chuyên gầy vốn, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. À, tôi có nghe cô Hoa với mấy cô bạn nói về vụ đó. Mà cụ thể là sao? Thì mình cho người ta vay ngắn hạn, trong cái khoảng từ 5 đến 10 ngày, để người ta đáo hạn các khoản vay. Sau đó, họ vay lại được tiền của ngân hàng, sẽ trả cho mình. Mấy khoản nợ đó có dễ đòi không? Thường là số tiền lớn không đó. An toàn lắm chị.
mình vừa tổ chức quản lý nợ, vừa mua bảo hiểm cho số tiền đó luôn. Mà nếu người ta không dây đáo hạn được, thì lấy gì người ta trả cho mình? Siết nhà cửa cũng khó cho họ. Đòi nợ á, thì để Hùng. Chị khỏi lo điều đó. Nhìn Hùng cũng đáng tin cậy lắm, phải không? Mình á thì chưa đến hạn rút tiền tiết kiệm, nhưng có thể giới thiệu với Hùng vài người góp vốn. Mà Hùng á phải thỏa thuận rõ ràng với họ. Vậy mình tiến hành vụ này sớm đi chị. Ừ. Hùng rảnh không? Nếu mà rảnh á thì ngày mai mình đi Vũng Tàu, sáng đi chiều về thôi. Ok. Vậy để Hùng đón chị nha. Ừ. Hùng cứ ra quán cà phê, rồi My sẽ đi taxi tới. Ừ, như vậy cũng được. Chị có mệt không? Nhắm mắt nghỉ chút đi. My không có buồn ngủ. Cảm ơn Hùng. Vậy khi nào buồn ngủ, nói với Hùng. Để Hùng chạy xe chậm lại. Để My dễ ngủ. Hùng Hùng. Hả? Tới đây Hùng quẹo phải nha. Ủa? Nhà của My trong khu này à? Ừ. Nhà My ở bên kia đường. Nhưng mà My muốn xuống đây một chút. Thôi để Hùng chạy thẳng vô nhà luôn đi. Thôi khỏi. Nãy giờ ngồi trên xe hơi cũng lâu rồi. My cũng hơi mệt. My muốn xuống đi bộ một chút cho nó thoải mái. Cảm ơn mày. Mày về nha.
Ở đây có cắt tóc nam không anh? Có em. Nhưng mà tóc còn ngắn quá sao cắt? Dạ, thì chắc là cạo mặt với gội đầu thôi. Vậy ngồi chờ anh tí nha. Dạ em gần đây hả? Anh cũng ở gần đây. Em tên gì? Linh. Anh nhìn gương mặt của Linh, nếu mà để tóc uốn xoắn thì sẽ đẹp hơn nhiều đó. Vậy hả? Với gương mặt của em, tóc uốn xoắn sẽ làm cho em hiện đại và nữ tính hơn. Anh đó nói đúng đó em. Em có muốn thử không? Ừ, anh làm thử cho em đi. Ừ. Alo. Dạ em nghe. Dạ chưa kịp, khoảng một tiếng nữa em mới về được. Dạ. Anh gì ơi? Hả? Anh cũng là thợ cắt tóc hả? Mà sao anh rành quá vậy? Đâu có đâu, anh đâu biết cắt tóc. Nhưng mà nè, bữa nào em đổi màu son thử coi. Anh nghĩ em sẽ hợp với màu nào? Anh nhìn môi của em thì hơi dày một chút, nên nếu mà em đánh son bóng thì đánh màu trên thôi. Như vậy sẽ nhìn em gợi cảm hơn nhiều đó. Phải không đó? Mà sao anh biết hay vậy? Anh là dân nhiếp ảnh mà. Wow. Thì ra. Ủa, mà anh chụp hình gì vậy? Hình đám cưới hả? Anh cũng chụp nhiều thứ lắm, nhưng mà chủ yếu là thời trang. Dữ nha. Tìm anh có gần đây không? Cũng hơi xa. Hả? Linh nè. Em có thích nuôi chó không? Có chứ. Em thấy á nha, chó dạ. Nhiều khi còn tình cảm hơn người luôn á. Mà anh hỏi anh chi vậy? Dạ dạ, em biết rồi. Dạ. Tại vì anh hay chụp hình xa, bỏ con chó một mình tội nghiệp lắm. Hay là anh đưa cho em nuôi nha. Trời ơi, em cũng đi hoài à, có nhà đâu. Mà cũng tội nó nữa, hình như nó đang có bầu đó. Ủa vậy hả? Phòng em á cũng có một chị đang có bầu. Hay là để em đưa cho chị ấy nuôi, chị cũng thích lắm á. Vậy anh tặng cho em nuôi luôn nha. Dễ thương quá à. Thôi ăn đi, không cần phải chờ nữa.
Tập luôn tập chưa? Tôi tập nha. Ê, có ai có không? Có con nhỏ nhỏ cho tôi ké không? Chị coi. Trời ơi, may nè. Vậy sao vậy nha? Ủa, nhìn cái gì thôi. Rồi sao? Có ai tiếp không? Rồi, đây đi. Trời ơi, hả? Bác hỏi hả? Ai bắt không kìa? Sao bài không hết? Trời ơi, ai bắt không? Bắt thấy nha. Nè, tới vô nè. Dễ thương quá nè. Con đi lạc hả? Con đi vậy, con có nhớ mẹ con không? Con ở đây với cô ngoan nha. Đặt con tên gì được ta? À, hay là đặt con là Milu nha. Cái gì vậy? Mày ra ngoài coi. Ê mày, thấy gì không? Thấy gì không mày? Tao mới nghe thấy tiếng động, mà nhìn nãy giờ không thấy ai hết. Chắc chó mèo gì đó. Thôi, không có gì đâu. Vô nhậu tiếp đi. Thôi, đi. Có gì đâu mà sợ. Đang nhậu là mất hướng à. Ai mà dám vô đâu mà sợ mày ơi. Biết đâu được mày. Chị gọi em hoài không được. Có gì thì em cũng phải bàn rõ với chị một lần. Hãy cung cấp những thông tin chị đặt hàng cho em từ hôm bữa tới giờ. Mong sớm nhận được thư của em. Mi hả? Lâu quá không gặp. Khỏe không? Hả? Không lẽ thám tử của mình? Xin lỗi, ai vậy? Anh nè, hồi xưa đi thi á, lúc nào cũng ngồi cùng phòng. Mi xong là tới Mỹ mà. Không, chắc anh nhầm. Tôi chưa có bạn học nào tên Mỹ. Ủa? Nick này của Trà cho. Anh học lớp K15 trường Đại học Kinh tế nè. Tôi học trường Đại học Tổng hợp. Ồ, sorry em. Anh đi lâu rồi. Tưởng được gặp bạn cũ nên hơi hồ đồ. Xin lỗi nhiều. Không có gì. Tôi cũng không biết mấy anh tên John đâu. À, tại vì học xong là đi Mỹ luôn. Ở bên này phải có tên vậy thôi. Chứ mình chỉ thích tên Việt Nam. Dù sao á, cũng cảm ơn My đã accept mình. Nice day. Không có gì. Bye. Bye My. Toàn những chuyện gì đâu không à. Alo. Alo, tôi nghe. Không ổn rồi. Sao vậy? Tôi thử đột nhập vô rồi, nhưng mà tụi nó canh chừng dữ lắm. Nè, cậu có cần hỗ trợ gì không? Không cần đâu. Bây giờ mà đánh động là không gì hết đó. Lỡ tụi nó mà chuyển đi chỗ khác là sẽ mất dấu luôn đó. Thì bây giờ cậu cứ bám theo họ. Nhưng tôi không theo sát được nữa. Tôi còn phải về nhà. Cậu cố gắng đi. Nếu cần á, tạm nghỉ việc cũng được.
tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Không ổn, tôi còn bạn gái nữa mà. Chà, nếu vậy thì căng quá. Thôi vậy đi, tôi sẽ ráng canh hết tuần này. Được rồi, sau đó tôi sẽ tính cách khác. Không, sau đó phải theo cách của tôi. Nè, cậu đừng làm ẩu nha. Sao bữa cơm nào á cũng không thấy thằng Tường nó ngồi ăn chung là sao? Em cũng không biết. Nếu em hỏi á, nó cũng nói trỏng không à. Bữa nào á, em biểu nó nhà gặp anh. Ôi, cha con muốn gặp nhau á, cũng giống như hợp chi bộ vậy. Nhà này á, riết em thấy có mình anh làm à. Em nghĩ không ổn đâu anh. Thì lâu nay á, em vẫn mua bán đất cát tùm lum rồi còn gì. Nhưng bây giờ em muốn đầu tư làm ăn thêm. Em thấy thằng Tường nó đâu có làm cái gì. Anh, hay mình bán mất chiếc xe của nó đi. Bán xe nó được bao nhiêu? Mà bán rồi á, nó cần đi đâu thì sao? Cái đó hả? Bây giờ có bán cũng được 500 triệu chứ ít gì. Chừng nào nó đi làm á, mình mua cho nó chiếc khác. Vậy chứ số tiền tiết kiệm của em lâu nay còn được bao nhiêu? Thì em đầu tư làm ăn một đợt rồi. Bây giờ em đang cần thêm vốn. Làm ăn cái gì mà cần vốn dữ vậy? Vậy với chuyện làm ăn của anh, em có hỏi tới bao giờ không? Thì tôi có nói gì đâu. Mà vợ chồng á, bàn bạc làm ăn với nhau vậy thôi mà. Anh á, làm gì cũng không có cho em theo. Lương mấy tháng nay à? Em cũng đâu biết tới. Lương thì được bao nhiêu? Rồi còn qua lại nhân viên. Rồi chuyện này chuyện nọ nữa. Mấy tháng trước em còn thấy anh đưa cho em tiền này tiền nọ. Bây giờ hả, em phải sáng táo lên để kiếm tiền nè. Thôi được rồi, tùy bà. Kinh tế đang khó khăn, mình tranh thủ lúc người ta đang kẹt vốn, mình mới nhảy vô làm. Cái tụi này làm ăn kiểu gì không biết. Dù không phải là người quen, nhưng rất vui vì biết My. Chắc là ngẫu nhiên mà trùng tên. Thôi, coi như có chuyện vậy. Nếu My cho phép xin cho tôi được làm quen, Nguyễn Mỹ. Ok, cứ giữ nick, có gì My sẽ nhắn. Ồ, My đang online hả? Khỏe không? Cảm ơn, My khỏe. My đang làm gì? Lướt nét thôi. Bên đó Du làm nghề gì? Mình làm luật sư. Nếu My cần thông tin gì về luật đầu tư bên Mỹ, có thể hỏi mình. Hoặc tụi mình có thể trò chuyện về phim ảnh văn thơ. Mình cảm giác có duyên gì đó với My. Có thể tụi mình sẽ thành bạn thân, ai biết được. Được thôi, hẹn gặp lại nha. Bà đi đâu mà tay xách nách mang vậy? Dạ.